Việc chọn ngày lành tháng tốt chỉ có ý nghĩa nếu bạn biết cách chọn. Nếu bạn có tính tâm, tin rằng mình sống hướng thiện, tin vào nhân quả, thì việc chọn ngày lành này sẽ cho bạn thêm cơ hội tốt, cho thêm một sự khởi đầu thuận lợi. Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Mỗi năm Khải Toàn biên soạn bộ lịch phong thủy. Bộ lịch phong thủy này có gì đặc biệt? Chỉ những người đủ duyên cầm bộ lịch trên tay mới có thể cảm nhận. Nếu đơn thuần xem ngày lành tháng tốt, những vị thầy có khả năng, có kiến thức đều có thể làm được điều này. Với bộ lịch này, giá trị ở những lời khai thị giúp tâm thái an lạc. Cách xem ngày lành tháng tốt hợp cho mệnh khuyết kèm theo những thiền ý. Bộ lịch có tất cả các bài cúng đơn giản, giả dụ hiểu về cúng thì cúng ít được nhiều. Hoặc ở trang 3 có cầu nguyện mỗi ngày. Mỗi sáng Khải Toàn khấn nguyện, nhớ đến ai thì nguyện cho người ấy. Điều này cũng có thể giúp cho tâm thân an tĩnh. Vì muốn độ người khác, trước tiên phải độ chính mình. Những lời khai thị mặt sau của lịch giúp những vị đủ duyên có được tâm trí an tĩnh qua các trang lịch. Những hướng dẫn trong bộ lịch dành cho những người không am hiểu gì về phong thủy vẫn có thể biết cách chọn ngày lành hợp với bản thân. Bộ lịch này có 15 trang, kích thước 16 x 23 cm. Khải Toàn đã dành nhiều tâm tư trong nhiều tháng trời để thực hiện. Không đơn thuần là một bộ lịch ngày lành tháng tốt, bộ lịch mang tới giá trị tỉnh thức cho người cầu thị sự an lạc. Video này chia thành hai phần: vấn đáp về ngày lành và hướng dẫn cách tra bộ lịch phong thủy xem ngày lành hướng tốt do Khải Toàn biên soạn. Các bạn có thể xem thêm video có nên chọn ngày lành hay không trong kênh để có một góc nhìn khác. Bạn muốn tăng may mắn, muốn chọn ngày lành hướng tốt cho bản thân thêm một chút may mắn, giảm đi một chút không may. Rất nhiều vị nhắn tin hỏi xem ngày lành tháng tốt cho cưới hỏi, xây nhà, nhập trạch, khai dương, hoặc sinh con, bắt đầu một công việc mới, hoặc thậm chí là cúng kiến một chiếc xe mới mua. Như thế nào là ngày lành tháng tốt? Có cần phải xem ngày lành tháng tốt để tiến hành công việc hay không? Không xem ngày lành tháng tốt để tiến hành công việc hệ trọng thì có bị gì hay không? Ví dụ như xây nhà, mua xe thì có gặp họa hay không? Khải Toàn xin phép vấn đáp về việc này, chọn ngày lành tháng tốt dưới góc nhìn của Phật Pháp hay dưới góc nhìn của phong thủy. Tuy nhiên, nếu chư vị, bản thân các vị sống chân thiện, có được tâm thái an lạc, chóng vắng đi sự phiền não, thì đích thị đó chính là ngày lành tháng tốt. Khi tâm an tịnh, bạn kết hợp chọn ngày lành tháng tốt và hiểu rằng việc chọn ngày lành tháng tốt là một phương tiện phụ trợ. Nó sẽ gia tăng vận may đáng kể. Ngược lại, tâm bạn bất thiện, tâm nhiều phiền não thì ngày lành tháng tốt không còn nhiều ý nghĩa nữa. Vì bạn nhìn đâu cũng thấy hoài nghi, bạn bất an, bạn hoài nghi với chính bản thân của mình thì ngày nào cũng là ngày hung. Giả dụ bạn sinh giữa năm vào các tháng Tỵ Ngọ Mùi, vào các tháng 5, 6, 7 dương lịch. Bát tự của bạn khá nóng, bạn cần sự mát mẻ, cần nước, yêu thích màu trắng xám hoặc là đen xanh dương. Các ngày hợp với bạn là Hợi, Tý, Sửu, thường là thuận lợi hơn. Vì vậy, việc chủ động chọn ngày lành cho bạn thêm cơ hội may mắn. Bạn thích hay không, tin hay không là do tâm ý của bạn. Dù bạn hoàn toàn tin tưởng vào việc này, hoàn toàn tin tưởng vào nhân quả, tin vào ngày lành tháng tốt, cũng không nên ép duyên người khác phải tin theo bạn. Bạn cho người khác điều tốt, bản thân của họ phải có chút phước mới có thể đón nhận. Suy cho cùng, phong thủy nói chung hay ngày lành tháng tốt nói riêng cũng chỉ là một phương tiện. Phương là phương pháp, ta dùng phương pháp nào tiện lợi cho ta là tốt nhất. Khải Toàn xin phép hướng dẫn đơn giản cách dùng bộ lịch ngày lành tháng tốt. Cách đơn giản nhất là các bạn chọn theo tam hợp lục hợp.
Ví dụ như cái bảng này, tam hợp lục hợp tính theo tuổi, ví dụ là Tý Sửu Hợi là tam hợp, Tỵ Ngọ Mùi. Ở mặt trước trang 2, mục 1, ta có hướng dẫn cơ bản. Ngày tốt, ngày xung hoàng đạo, hắc đạo. Ngày tốt được đánh dấu bằng chữ màu đỏ. Chữ màu đỏ nhạt là ngày khá tốt và chữ màu đen là ngày xung. Ví dụ tháng 1 năm 2022, ngày 6 tháng 1, ta có là ngày xung. Ngày 8 tháng 1 ta có là ngày tốt. Còn ở đây ngày 13 tháng 1 là ngày khá. Ngày tháng năm tốt xấu này là ngày tháng năm tốt xấu với lại tháng này không phải với các bạn. Trở lại hướng dẫn mặt trước trang 2. Đầu tiên ta tìm ra được ngày khá hoặc là ngày tốt, đó là ngày khá ngày tốt của năm tháng. Tiếp theo là ta nhìn những cái chữ ngũ hành được chia theo kim mộc thủy hỏa thổ. Ví dụ trong tháng 1 bạn muốn tìm một ngày tốt mà gần cuối tháng thì ngày tốt ta có ngày 22 và ngày 23. Đến ngày 24 là ngày không tốt. Ở trang 2 mục 2 của mặt trước, đây là cách tìm dụng thần cơ bản. Ví dụ người sinh mùa xuân thường là dư mộc. Các bạn có thể xem chi tiết khi mà cầm cuốn lịch hoặc là xem trên website. Riêng những trường hợp sinh vào các tháng thìn tuất sửu thì nên xem theo tiết khí. Các bạn có thể vào website đường dẫn này để xem hướng dẫn chi tiết. Nói đơn giản thì xét theo mùa sinh, ta có thể xét theo cách này để tìm ra dụng thần. Dụng thần là ngũ hành thiếu hoặc ngũ hành khuyết. Xét chi tiết hơn thì ta xem thêm mệnh ngày sinh. Các bạn có thể vào đây để xem chi tiết. Trong hướng dẫn này chỉ hướng dẫn đơn giản cách dùng bộ lịch. Ở trang hướng dẫn này, mục 4 là hướng dẫn. Ví dụ là đầu tiên bạn tìm ra ngũ hành mệnh khuyết, ví dụ là bạn sinh mùa hè, bạn thiếu thủy, thì bạn gạch vào đây, bạn thiếu thủy. Kế đến bạn chọn ngày có màu theo ngũ hành khuyết. Ví dụ mình thiếu thủy thì mình tìm ngày nào có màu xanh dương, bao gồm thiên can và địa chi. Trong tháng 1 này, ngày Quý Hợi là ngày có màu xanh dương, hợp với người thiếu thủy, và ngày này là ngày tốt. Ngày tốt của năm tháng và ngày hợp của mình, đó là ngày tốt nhất. Đến cái mục số 3, chọn ngày tốt có chữ đỏ như Khải Toàn vừa hướng dẫn bên kia, ngày 10 tháng 1. Và có thể chọn ngày tam hợp. Ví dụ bạn tuổi Mùi, bạn cần thủy thì bạn có thể chọn ngày Hợi. Hợi Mão Mùi là tam hợp, theo cái bảng tam hợp lục hợp này. Nhưng mà chính yếu bạn tìm ra cái ngũ hành khuyết của mình, bạn tìm cái ngày theo cái màu của mình mong muốn và ngày đó có chữ đỏ. Ba mục này đã được một ngày rất là tốt. Còn cái ngày tam hợp lục hợp thì chỉ là yếu tố phụ thôi. Kế đến phần cuối hướng dẫn chung về năm. Ví dụ năm này là năm Phạm Thái Tuế, sẽ là Đông Bắc và Tây Nam. Thường là Thái Tuế thì kỵ động thổ xây nhà. Tuổi Phạm Thái Tuế thì có Dần Thân Tỵ Hợi. Khải Toàn có làm riêng một video về tuổi Phạm Thái Tuế năm 2022. Sao Quý Nhân của người sinh ngày Canh và Tân, thì hồi nãy các bạn có thể là xem cái đồ hình mệnh ngày sinh, các bạn có thể mường tượng thêm. Năm 2022 này tốt với mệnh thiếu thủy và mộc. Mệnh thiếu thủy thường sinh mùa hè, còn mệnh thiếu mộc thường sinh mùa thu. Nói về hợp thì năm 2022 tương đối hợp với tuổi Ngọ Tuất và Mão. Nếu mà bạn tuổi Ngọ Tuất Mão mà bạn Ngọ Tuất Mão Thìn mà bạn sinh mùa thu đông thì đối với bạn năm 2022 này rất là tốt. Còn đây là hướng tốt theo năm. Ở đây sao màu đỏ là hướng tốt theo năm, sao màu đen là hướng hung theo năm. Ta dựa vào hướng tốt để mỗi ngày ta thức dậy, mặt ta hướng về các hướng này sẽ đón được năng lượng khí trường tích cực từ những hướng tốt. Ví dụ một người sinh mùa đông cuối năm thì người đó là cần hỏa. Người cần hỏa thì đại diện cho màu đỏ, đại diện cho chữ màu đỏ. Ví dụ người tuổi Tỵ sinh mùa đông thiếu hỏa,
Vào ngày 22 tháng 2 dương lịch, ngày Bính Ngọ là ngày rất là tốt với người tuổi Tỵ thiếu hỏa. Ngày Bính Ngọ thuộc hỏa, Tỵ Ngọ cũng là hợp, mà ngày này là ngày khá. Tiếp theo, mỗi một tháng nó có nội dung ngày tốt xấu của từng tháng đó. Sau đó, nội dung bên dưới, mỗi một nội dung ở cái cột giữa này nó nói về tính chất của mỗi con giáp. Ví dụ bạn sinh tháng Dần hoặc là bạn sinh năm Dần thì có những cái tính cách đặc trưng này. Nói về tính cách của một người thì kết hợp giữa tháng sinh và năm sinh. Còn đây là hướng tốt theo tháng. Nếu mà đây trang tháng dương lịch là tháng 2 thì hướng tốt theo tháng 2 ta có hướng đông, hướng đông nam. Đây là hướng không tốt của tháng. Các bạn có thể kết hợp hướng tốt theo năm để hướng mặt xuống giường hoặc là xuất hành đi đâu đó, và cũng có thể tính theo tháng nhưng mà ưu tiên theo năm hơn. Ở mặt sau trang 1, đây là hướng dẫn chọn số hợp mệnh khuyết nha các bạn. Ví dụ các bạn sinh mùa hè, các bạn thiếu thủy thì các bạn chọn những cái cặp số nào mà nó có màu xanh hoặc là có kim cũng được. Thì ở đây 10 số ta tách ra thành một cặp. Ở đây có ví dụ đây. Ví dụ số xe của bạn là 8896 thì 88 là một cặp và 96 là một cặp. Đến 60 là hết. Chính vì thế mà qua 60 người ta trở về một. Ví dụ là số 96 trừ 60 thì tương đương số 36. Ở đây ta có 88 và 96, 88 trừ 60 còn 28, 28 tương đương với Tân Mão. Tân là kim, Mão là mộc. 96 trừ 36 thì tương đương với Kỷ Hợi. Đối với số này, ai cần thủy và mộc thì được xem là tốt. Thì cái phần này khá là dễ. Đến cái phần này, hướng tốt cho ngày thì cái phần này nó khá là phức tạp, thì bạn cứ tạm hiểu là ta có sao số 1 đến sao số 9. Sao số 1 và sao số 9 cộng là tới, trừ là lùi. Rồi, Khải Toàn ví dụ chi tiết. Bây giờ vào tháng 2, vào ngày 2 dương tháng 2 cũng nhằm mùng 2 Tết âm lịch nè. Thì ở đây các bạn nhìn bên phải có cái chữ là ngũ hoàng cộng. Ngũ hoàng cộng. Rồi, tiếp theo ngũ hoàng là đại diện cho số 5. Bạn tìm đến cái trang nào mà nó có số 5 ở cái cột bên phải của cái đồ hình bát quái này. Mình đang nói là hướng tốt theo ngày, mình đang tìm hướng tốt của ngày 2 tháng 2 dương lịch. Đây, ngũ hoàng số 5 thì có trang số 5, bạn mở ra bạn xem. Thì số 5 này, hướng tốt của số 5 sẽ là hướng nam, hướng bắc và hướng đông bắc. Thì ngày 2 tháng 2 hướng tốt xuất hành bao gồm 3 hướng này. Rồi, Khải Toàn ví dụ tiếp theo. Những cái ngày mà không có ghi cái số gì thì các bạn cứ tới hoặc lui. Ở đây mình đang dấu cộng nha. Ở đây mình đang dấu cộng. Ngũ hoàng thì sẽ lục bạch 5, 6, 7, 8, 9. Ví dụ là mình muốn tìm ngày 17. Mình muốn tìm ngày 17 thuộc cái sao gì nó nhập vô thì mình cứ cộng tới 5, 6, lục bạch là 6, 7, 8, 9. Hết 9 trở lại 1. 1, 2 nghĩa là sao số 2 nó nhập vô ngày 17. Thì các bạn đây nó có sẵn số 2 đây. Thì đối với ngày 17 tháng 2 hướng tốt sẽ là hướng đông nam, hướng đông. Bây giờ mình qua một cái trang khác. Sau tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì nó không còn là cộng nữa mà nó là trừ. Đối với cái dấu trừ này các bạn lui lại. Ví dụ là các bạn muốn tìm ngày 4 tháng 8 xem coi cái hướng tốt là hướng nào, thì bây giờ 4 bạn lui lại 3, bạn lui lại 2 thì số 2 nó nhập vào đây. Nếu mà mình muốn tìm, ví dụ muốn tìm ngày 13 tháng 8 thì cũng tương tự 4, 3, 2, 1. Nếu mà muốn tìm ngày 15
15 tháng 8 thì ở đây ta có 4 3 2 1 9, có nghĩa là sao số 9 nhập vào ngày 15 tháng 8 thì các bạn dở đến tìm đến ngôi sao số 9. Ví dụ ngôi sao số 9 ta có hướng Nam và hướng Đông Nam, hoặc là hướng Tây Bắc là hướng tốt của ngày hôm đó. Đối với hướng xuất hành, Hải Toàn thêm một cái ví dụ khác. Ví dụ ta tìm đến tháng 7, tháng 7 nó có giao nhau giữa thuận và nghịch. Thuận có nghĩa là cộng, nghịch có nghĩa là trừ. Ví dụ ta muốn tìm ngày tốt, xin lỗi, ta muốn tìm hướng tốt của ngày 14 hoặc ngày 15 thì quá dễ. Ở đây nó có sẵn ngũ hoàng thì tìm ra đến cái mục số 5 thôi. Tứ lục ta tìm đến với mục số số 4. Ngày 13 có nghĩa là 6 5 4 thì ngày 13 tháng 7 đại diện cho số 6 nhập vào, thì ở đây nó có số 6, hướng tốt là ba hướng của sao màu đỏ. Ví dụ ta muốn tìm ra ngày 17 tháng 7 hướng tốt là có sao gì nhập vào 5 4 3 2 thì ngày 2, xin lỗi, số 2 sẽ nhập vào ngày 17. Tương tự ta muốn tìm ra ngày 20 tháng 7 dương lịch có sao gì nhập vào thì ta cũng tương tự 5 4 3 2 1 9 8 thì sao số 8 nó nhập vô ngày 20 tháng 7, thì ta mở đến ngày, ta mở đến cái trang mà có cái biểu đồ của sao số 8. Sao số 8 ngày 20 tháng 7 ta có sao số 8 nhập vào thì hướng tốt của ngày hôm nay bao gồm Tây, Tây Bắc và hướng Bắc. Rồi, phải toàn tóm tắt lại, mình có hướng tốt theo năm, mình có hướng tốt theo tháng. Các bạn ứng dụng theo năm hoặc theo tháng là được rồi, trừ khi những việc hệ trọng thì các bạn có thể tìm hiểu và ứng dụng theo hướng tốt theo ngày. Trang sau mặt 1 nó có hướng dẫn chi tiết về cách xem hướng tốt theo ngày. Rồi, Khải Toàn xin tóm tắt lại, mặt trước của bộ lịch là bao gồm mỗi tháng, từng tháng, trong từng tháng thì nó có ngày lành tháng tốt của từng tháng. Đây là những cái câu về thiền ý, đây là nói về tính chất của 12 con giáp và đây là hướng tốt theo tháng. Mặt sau là những lời từ thiền ý, vị nào đủ cơ duyên và đủ lĩnh hội có thể đọc và hiểu được, nếu mà không hiểu thì các vị có cho qua. Thì trong cái mặt sau này, ví dụ đây là Khải Toàn khuyên mọi người nên cầu nguyện. Vì sao phải cầu nguyện? Cầu nguyện cho tâm lực vững mạnh thì bạn dễ vượt qua mọi nghịch cảnh. Đây là hướng dẫn bài cúng đơn giản, mình hiểu được cái cách cúng, mình tự mua sính lễ thì tâm của mình thành, thì việc nó dễ ứng. Đây là cái cách văn khấn cúng bái đơn giản, không cần quá cầu kỳ, tâm thành là tốt nhất. Đây là bài hướng dẫn cúng nhập trạch, đơn giản như bạn dọn một ngôi nhà mới thì đây là cái cách hướng dẫn. Riêng cái chân hai mặt sau thì Khải Toàn có cảm ơn đến những cái đơn vị đã hỗ trợ làm cái bộ lịch này gieo duyên đến các vị. Các vị không đặt bộ lịch thì các vị có thể lên trang web của Khải Toàn để xem miễn phí. Bộ lịch này hiện đang mở đặt trên hai website của Khải Toàn, phongthuykhaitoan.com hoặc phongthuycaivận.org. Nếu các bạn đặt sớm thì cái phí nó rất là rẻ. Nếu các vị không muốn đặt, các vị có thể lên trên địa chỉ website này xem miễn phí. Vẫn có hướng dẫn đầy đủ cho các vị. Nhưng tuy nhiên chúng ta cầm được một bộ lịch, chúng ta đọc, chúng ta để trên bàn thì cái giá trị nó không đơn giản là cái giá trị ngày lành tháng tốt mà những thiền ý Khải Toàn muốn gửi đến các vị. Và đây có thể là một món quà tặng đầu năm mới vô cùng ý nghĩa về tinh thần. Việc chọn ngày lành tháng tốt chỉ có ý nghĩa nếu bạn biết cách chọn, nếu bạn có tính tâm, tin rằng mình sống hướng thiện, tin vào nhân quả, thì việc chọn ngày lành này sẽ cho bạn thêm cơ hội tốt, cho thêm một sự khởi đầu thuận lợi.
Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.